quý vị, Bà Rịa Vũng Tàu đã qua hơn một tuần, hay nói chính xác là 10 ngày nới lỏng giãn cách phòng dịch với tất cả các huyện, thị, thành trong tỉnh. Mọi người dân trong tỉnh được tận hưởng niềm vui vì dịch bệnh từng bước được đẩy lùi, vì có thể thoát ra khỏi không gian giãn cách ngột ngạt hơn 2 tháng ròng rã, vì cuộc sống trở lại bình thường để có lo sinh kế và phát triển. Nhưng cuộc chiến với dịch COVID-19 lại không hề đơn giản bằng khoảng cách có và không, nghĩa là có ca nhiễm hay nỗ lực bóc tách hết mầm bệnh. Rõ ràng là không thể tuyệt đối khống chế dịch bệnh. Vì vậy mà chính phủ cũng đã điều chỉnh chiến lược từ Zero Covid sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Điều này càng quá rõ với hơn một tuần qua khi dịch bệnh tại Bà Rịa Vũng Tàu đã được đẩy lùi mà nguy cơ bùng phát vẫn thường trực và dai dẳng. Một lần nữa, chiến lược Zero Covid chuyển sang kiểm soát hiệu quả Covid đòi hỏi tất cả chúng ta phải thích ứng linh hoạt và đặc biệt không được phép chủ quan lơ là. Trong tuần, hàng loạt ca nhiễm COVID-19 lại được ghi nhận, được xác định từ ngoài tỉnh xâm nhập vào địa bàn. Có những ca phát hiện ngay từ chốt kiểm dịch ở khu vực cửa ngõ, nhưng cũng đã có những ca thông được chốt vào sâu tận trong cộng đồng rồi mới bùng phát thành những ổ dịch. Với ổ dịch tại nhà máy giấy Sài Gòn, lực lượng chức năng xác định lái xe ra vào nhà máy chưa tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch lúc giao nhận hàng. Hệ quả này đồng nghĩa mắt xích kiểm soát phòng chống dịch từ chốt chặn, từ doanh nghiệp vẫn chưa đảm bảo, vẫn còn sơ sài. Với ổ dịch tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tài xế đã đưa được người mang mầm bệnh vào sâu địa bàn dân cư, rồi tiếp tục về ở trong khu nhà trọ. Như vậy, các lớp kiểm soát đã có sự lơ là chủ quan. Sự lơ là để cho người lao động của chính trong doanh nghiệp tiếp xúc rồi không chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh, thậm chí là giao lưu với các cái người cung cấp dịch vụ, kể cả là lái xe vận chuyển hàng hóa trong các cái doanh nghiệp, và xảy ra một cái hệ lụy hết sức phức tạp và thiệt hại là rất là lớn nếu chúng ta không có các giải pháp kịp thời. Bằng kinh nghiệm truy vết dịch tễ, bằng những phân tích từ các ổ dịch bùng phát trong tuần tại Bà Rịa Vũng Tàu, Tiến sĩ Huỳnh Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng Quy Nhơn, Bộ Y tế nhận định, trong bối cảnh doanh nghiệp đồng loạt triển khai kế hoạch phục hồi sản xuất, phải tăng cường nhập nguyên liệu, người lao động trở lại làm việc, đây là những mắt xích có thể dẫn đến mầm bệnh xâm nhập. Nhưng khi chúng ta nới lỏng giãn cách và sự di chuyển của các tài xế, của các nhóm đối tượng nguy cơ cao từ các khu vực có dịch quay trở về với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và vào các khu vực doanh nghiệp như vậy, thì chúng ta rất khó tránh khỏi cái sự giao lưu, giao thoa, trao đổi và đưa các ca F0 vào trong môi trường của các doanh nghiệp này. Đây là điều rất khó tránh khỏi. Mầm bệnh COVID-19 theo các mắt xích, hàng loạt lao động trở lại làm việc từ nhu cầu nhập nguyên liệu, hàng hóa mà xâm nhập vào, nhưng mắt xích quan trọng nhất vẫn là sự chủ quan lơ là. Những lớp bảo vệ chặt chẽ được dựng lên ở giai đoạn dịch diễn biến phức tạp đến giai đoạn nới lỏng dường như cũng có phần lỏng lẻo, nên cái giá phải trả là đến cuối tuần qua đã có ổ dịch lan rộng đến vài chục ca nhiễm, như ổ dịch tại Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, hiện 13 trên 13 xã thị trấn đều có F1 chuyển thành F0. Một bài học liên quan đến phòng chống dịch cũng rất thấm thía với các cấp, các ngành, các địa phương trong tuần là tâm thế bị động trước nhu cầu về quê của những người dân ngoại tỉnh lưu trú tại Bà Rịa Vũng Tàu. Ngay khi các tỉnh thành cả nước, nhất là những tâm dịch ở phía Nam, tuyên bố nới lỏng giãn cách, hàng trăm người ồ ạt rời khỏi tỉnh, cho thấy việc tuyên truyền vận động trước đó để người dân hiểu về quy trình trở về chưa thấu đáo và kịp thời. Điều tối kỵ trong phòng chống dịch là tập trung ùn ứ đông người, nhưng đã xảy ra, buộc các cấp, các ngành, các địa phương những ngày qua là phải dày công xử lý. Thì em về đến đây là mấy anh công an không có cho qua chốt, tại vì em là không có cái hộ khẩu của người Vũng Tàu á, mà hộ khẩu của em là chứng minh của em với hộ khẩu của em là ở Nghệ An. Bây giờ em không biết đi đâu, không cho em về nhà đó thì em không biết đi đâu cả. Em đợi đây từ lúc 9 giờ tối ngày hôm qua đến giờ.
thì tại vì là bữa giờ cứ ở trong trọ thôi, có đi đâu đâu. Nên cũng nghe ở trên thông tin gì đó là nói là mùng 1 tháng 10 là thông chốt á, để cho mọi dân người về quê gì đó. Nên em nghe như vậy là em đi về. Ở dưới Bến Tre em chỉ thị 19 được đi, rồi em mới xin giấy em đi. Em ra xã em xin giấy á, xã không có nói gì hết, xã chỉ cấp giấy lên, kêu lên huyện, rồi lên huyện cấp giấy cho đi thôi, nên không nói gì hết, nên em không biết. Tại cuộc họp về tình hình phòng chống dịch, Ban chỉ đạo của tỉnh đã nhìn nhận những bất cập trong phòng chống dịch ở bối cảnh bình thường mới và yêu cầu các cấp, các ngành, từng địa phương chấn chỉnh ngay. Huyện, thị, thành phố và các cái tổ chức khác của chúng ta nếu không đồng tâm, không nỗ lực thì tôi nghĩ rằng là dịch bệnh có thể xảy ra. Do vậy trong tuyên truyền vận động, tập trung nâng cao tuyên truyền về tinh thần cảnh giác, kêu gọi người dân, doanh nghiệp, mỗi một cán bộ chiến sĩ, mỗi một người dân, chúng ta cùng nỗ lực phấn đấu và làm sao cảnh giác cao độ, cùng nhau đồng thuận và tiếp tục cái việc phòng chống dịch cho hiệu quả, để cái việc mở cửa phục hồi kinh tế của chúng ta nó bền vững. Thực tế cho thấy, sau mỗi đợt giãn cách, diễn biến dịch bệnh càng cải thiện thì tâm lý chủ quan cũng dần xuất hiện, đặc biệt là ở những người đã được tiêm phòng COVID-19. Mặt khác, có một bộ phận người dân dù đã được nhắc nhở chấn chỉnh, xử lý nghiêm, nhưng vẫn còn những biểu hiện thiếu ý thức, không tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Rõ ràng, cuộc chiến với COVID-19 không hề đơn giản bằng khoảng cách có và không. Không thể có thành quả trọn vẹn Zero Covid, mà chỉ có thể là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Nên mỗi người dân, mỗi địa phương, mỗi doanh nghiệp nếu còn chủ quan, thiếu trách nhiệm lẫn nhận thức, kiểm soát hiệu quả COVID, thì tái bùng phát dịch không chỉ là nguy cơ mà là hiện hữu thảm khốc hơn rất nhiều lần.